Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Buổi chiều hôm nay trời trong xanh mát mẻ, bầu trời nắng rất là đẹp. Đây là một cây mandarin nằm ở ngay vị trí nhà thờ Tin Lành ở con đường Nguyễn Văn Chỗi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm 2022. Bây giờ là 15 giờ chiều. Đầu năm mới thì em cũng xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn thật là nhiều sức khỏe và một năm mới thật là nhiều bình an. Và hiện tại thì chúng ta đang ở trên con đường Huỳnh Thúc Kháng thuộc phường 4 của thành phố Đà Lạt. Trước năm 1975 thì có ba con đường song song, đó chính là con đường Huỳnh Thúc Kháng, Phạm Thu Thứ và Phạm Phú Quốc. Nay lần lượt đổi tên thành những con đường như là con đường Nguyễn Viết Xuân, Huỳnh Thúc Kháng và con đường Bát Tơ. Phía trước màn hình quý vị và các bạn, đây là khu vực ngôi nhà ma quái của nữ tiến sĩ rất là nổi tiếng ở trên con đường Huỳnh Thúc Kháng. Em đang đứng ở khu vực Dinh Ba của thành phố Đà Lạt, và ngay phía trước màn hình quý vị và các bạn, đây là những trạm sạc của VinFast, khu vực trạm sạc điện của xe điện VinFast thì chỉ mới được lắp đặt cách đây khoảng 1 tháng đổ lại đây thôi. Và hứa hẹn thì trong tương lai thì hãng xe điện sẽ phát triển rất là mạnh. Hiện tại ở trên khu vực Dinh Ba, khu di tích thì cũng chưa có hoạt động trở lại do ảnh hưởng của dịch bệnh. Lát nữa thì em sẽ đưa quý vị và các bạn chúng ta sẽ về nhà thờ An Bình để ngắm những cây mai anh đào ở đó đã ra bông rất là đẹp rồi quý vị. Trên con đường buổi chiều hôm nay rất là mát mẻ luôn. Em rất là thích cái cảm giác mà đi dạo vào buổi chiều như thế này. Trong người thì nó nhẹ nhàng. Đôi khi đi qua những vị trí, những nơi mà có rất là nhiều các cái kỷ niệm đối với cô chú anh chị và các bạn. Cũng hy vọng là thông qua video clip này, quý vị và các bạn sẽ có những giây phút giải trí, cũng như là ôn lại thật là nhiều các cái kỷ niệm tại trên con đường Chị Việt Vương này. Khi mà đi trên con đường này á, buổi sáng cũng rất là đẹp quý vị, bởi vì có sương mù. Phía trên này thì có những cái cây thông bao quanh. Phía trên đây là Dinh Ba. Dinh Ba hay còn gọi là Dinh Bảo Đại thì được xây dựng trong khoảng từ năm 1933 đến năm 1978, là nơi gia đình vua Bảo Đại sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Lạt. Và khu Dinh Ba này, Dinh Ba thì do hai kiến trúc sư người Pháp thiết kế. Năm xưa thì khu vực trên này thì có một cái khu rừng, người ta gọi là rừng Ái Ân, theo như cô chú anh chị và các bạn chia sẻ. Ở bên trong thì có biệt điện và xung quanh thì có vườn hoa đầy đủ màu sắc, rất là đẹp, không khí thì thiên nhiên. Và sau khi vua Bảo Đại sang Pháp sống thì Dinh Ba là một nơi nghỉ mát cao cấp của chính phủ Ngô Đình Diệm, và sau này thì là dinh của ông Nguyễn Văn Thiệu. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc thì trong nhiều năm qua,
thì được giao về cho công ty du lịch Xuân Hương quản lý từ giữa năm 2000 đến giờ. Và ngay giữa con đường Chị Việt Vương này thì em thấy là cũng có một số cái khu vực người ta mở homestay rất là đẹp, với thiết kế một những cái căn phòng như thế này. Và cũng có nhiều cô bác anh và các bạn hỏi em về giá phòng trong dịp này thì như thế nào. Sau khi Tết Nguyên Đán vừa qua thì lượng khách du lịch lên Đà Lạt rất là đông, và lúc trước thì đã xảy ra hiện tượng cháy phòng, còn bây giờ thì phòng trống cũng tương đối là nhiều. Và đối với những căn homestay có những khu vực nhà nhỏ nhỏ như vậy thì người ta cho thuê khoảng, có nơi người ta tính theo đầu người và cũng có nơi thì người ta tính theo từng căn phòng như vậy. Còn đối với biệt thự nguyên căn thì chúng ta có thể là, nếu mà đi đông người thì có thể thuê thì nó sẽ lợi hơn. Đối với một người như vậy thì chỉ khoảng vài trăm ngàn một người, thì chúng ta có thể là thuê một căn biệt thự nguyên căn. Ở đây thì em thấy có một cái cây mai anh đào nó nở bông rất là đẹp từ mấy bữa nay đến giờ rồi, từ bữa giờ rồi cũng có rất đông người chụp hình với cây mai anh đào này. Con đường chúng ta đi xuống các cái khu du lịch Hồ Tiền Lâm cũng như là Thiền viện Trúc Lâm nè. Và cảnh buổi chiều hôm nay thì cũng vắng lặng bớt một phần nào, bởi vì khách du lịch cũng bây giờ cũng trở về với công việc. Thứ bảy chủ nhật cuối tuần á, thường thì em thấy là lượng khách đi lên Đà Lạt cũng gia tăng so với những ngày bình thường. Và bây giờ thì em sẽ đưa quý vị và các bạn chúng ta sẽ vào bên trong nhà thờ An Bình để ngắm những cây mai anh đào. Những cây mai anh đào này thì em thấy vẫn còn rất là đẹp quý vị. Không biết quý vị và các bạn có cái cảm nhận như thế nào? Con đường đi xuống nhà thờ chiều ngày hôm nay bình yên, làm cho chúng ta có cái cảm giác nhẹ nhàng. Và đợt trước thì em có đi ngang qua đây một lần rồi, thấy những cây mai anh đào này vẫn chưa có nở bung lắm. Hôm nay thì quyết định đưa quý vị và các bạn đi vào đây lại một lần nữa xem sao, thì thật là bất ngờ, bởi vì rất là đẹp quý vị. Cũng muốn là chia sẻ đến quý vị và các bạn những hình ảnh đẹp nhất về những cây mai anh đào trong năm nay. Bông của cây mai anh đào này thì chùm 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 chùm, rất là đẹp luôn. Nhà thờ An Bình thì được thành lập vào năm 1947.
Trước đó thì cũng có một số gia đình người Công giáo từ miền Bắc vào di cư tại đây vào năm 1954 cho đến năm 1955. Vào đến năm 1976 thì giáo sở An Bình trở thành giáo xứ, đổi tên thành giáo xứ như ngày nay. Và ở đây thì thuộc phường 4 của thành phố Đà Lạt. Bây giờ thì em sẽ đưa cô bác anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi một vòng khu vực nhà thờ. Rồi, bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục đi thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi về con đường Triệu Việt Vương. Sau đó sẽ đi về con đường An Bình. Trên con đường Triệu Việt Vương này thì cũng có nhiều homestay cũng như là khách sạn lắm cô bác anh chị. Ở đây cách trung tâm thành phố khoảng 3 km. Nếu mà thuê khách sạn cũng như homestay ở đây thì gần gũi với thiên nhiên cũng rất là thú vị. Bây giờ thì em sẽ đi vào con đường An Bình. Con đường này thì chúng ta sẽ đi về đường Bá Đa Lộc, rồi sau đó sẽ về con đường Trần Phú, con đường Chợ Xin năm xưa. Con đường tương đối là hẹp, nhưng mà hai bên thì nhà cửa biệt thự rất là nhiều. Ngay vị trí này thì có cây bông giấy với lại cây man đào cũng rất là đẹp nè. Cây bông giấy thì tuy là nhỏ thôi nhưng mà ra bông chi chít luôn. Đó, không thấy một cây lá nào luôn. Rất là đẹp quý vị ha. Bông gần như là kín cả cây luôn rồi.
Con đường này thì sau này thì cũng có dự án là sẽ mở rộng nó ra. À, trước mắt thì bây giờ thì nó cũng tương đối là chật. Trong những năm gần đây thì có rất đông bà con cô bác mình mua đất rồi xây biệt thự tại khu vực này để mở lên những cái khách sạn cũng như là homestay. Và đi thẳng xuống thì chúng ta thấy là có rất là nhiều lò mứt, chủ yếu là bán cho du khách. Còn một số người thì ở đây thì vẫn gắn bó với nghề làm nông nghiệp, trồng dâu. Và tới vị trí này thì em cũng xin được kết thúc video tại đây. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất là nhiều đã cùng quan tâm theo dõi. Và bây giờ thì em xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở clip sau trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt.